mình đi thu hoạch hành lá thì cái này đó, hành lá người ta nó lớn đó, cá mà cái nhổ ăn hết mới không. Hành lá này thì mình nhổ một nửa, mình vừa là một nửa, mình còn cây giống khác nữa nè, chứ không có nửa hết nè, mình mở đầu lại tiếng kia ta mình nhổ mình vừa một ít rồi, muốn nó nhảy cái con khác nữa nè. Luôn nha cả nhà. Nắng quá là đã bị mấy cái lá trong nó bị quéo hết rồi cả nhà. Ngộ ghê, nắng quá nó vậy á. Nó bị đẹp.
chạy dúng như vậy, nhưng mà mình phải tỉa lá, tỉa lá mình ăn luôn nha. Xào ăn rất là ngon, nhưng mà tỉa lá xào ăn lá nó khá là to. Tỉ cây khác ngay đọt ngay đọt ngầu quá, hái là đẹp nhất luôn. Quà này ba cái lá khô rớt xuống quá trời đó. Quên cái nó bự dần dần trong nhà cái vàng này đi, mình ăn riết mà nhìn thấy thương cái vàng mốt thiệt hay luôn á, nó tàn rồi mà trái với mơi thiệt không nỡ bỏ luôn.
cái nó nằm lủng củng dễ thương lắm. Đây, nhà thấy nó tàn rồi mà còn trái dễ thương đúng không? Rồi mà con trái vậy là cái nhà đó nó rớt cái con bẹo lên nó đánh lộn rồi trái nè, lẳng cẳng vậy nè, cái dây nó tàn á, thường không trái trên đó nữa. Ồ, mình thấy được 1 năm mốt luôn cái nhà đã dữ ta. Cái dây mốt thì ăn thiệt, con dây ăn xứng đáng đúng bài luôn cái nhà. Đây mê chưa? Một con hành lá nha cả nhà, thì mình không mở mớt, còn đây là cải.